Mời giáo sư Võ Thành Nhân sẽ trình bày về đề tài là chạy beta giao cảm từ sự khác biệt đưa đến lựa chọn điều trị. Xin kính mời giáo sư Võ Thành Nhân. Kính thưa giáo sư Nguyễn Lân Việt, phó giáo sư Đỗ Quang Huân, tiến sĩ Tôn Thất Minh, kính thưa quý đồng nghiệp. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam và công ty Mark Serono đã có nhã ý mời chúng tôi tham gia báo cáo trong cái buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay. Và với cái vị trí báo cáo thứ ba thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sắp sửa được chuyển chuyên khoa thành ra là giáo sư gây mê hồi sức, để đưa quý đồng nghiệp vào cái giấc ngủ. Thì chúng tôi đề nghị là phục vụ cà phê đậm đặc không đường cho tất cả mọi người để nghe cái bài báo cáo thứ ba. Thì xuyên qua hai bài báo cáo của tiến sĩ Tôn Thất Minh và phó giáo sư Đỗ Quang Huân thì quý đồng nghiệp thấy là cái nhóm thuốc chặn beta giao cảm thì nó là một cái nhóm lớn với nhiều cái thuốc có tính năng khác nhau. Và thông thường thì chúng ta thấy là trên cái phương diện thời trang người ta quảng cáo thì hay nói là một cái kích cỡ có thể dùng cho mọi người, hoặc là unisex là nam nữ gì sử dụng cũng được. Nhưng mà trên cái phương diện mà điều trị thì rõ ràng là một cái kích cỡ nó không thể nào phù hợp cho mọi người. Và cái hình minh họa đây là một cái em bé thì không thể nào sử dụng giày hay là cái mũ của người lớn được. Và cái việc lựa chọn thuốc chặn beta phù hợp với một đối tượng bệnh nhân cụ thể nó cũng vậy. Và lúc nãy thì giáo sư Nguyễn Lân Việt cũng đã có giới thiệu thì cái cha đẻ của cái nhóm thuốc chặn beta đó là ngài James Black, và cái ý tưởng là chặn cái hoạt tính của hormone mà nó có liên quan đến stress, đó là adrenaline và noradrenaline, thì nó có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân có cái bệnh mạch vành với cái biểu hiện là cơ nó tắc nghực. Cái này chỉ mới là ý tưởng thôi nha, và sau đó thì phải một năm sau thì ông ta mới phát minh ra cái thuốc chặn beta đầu tiên, đó là dichloroisophenalin. Và cái thuốc này thì nó là thuốc chặn beta nhưng mà đồng thời nó cũng có một phần cái hoạt tính động vật, mà cái hoạt tính động vật một phần thì hiện nay người ta gọi nó là hoạt tính giao cảm nội tại. Và vì nó có hoạt tính giao cảm nội tại thành ra cái hiệu quả mà làm chậm nhịp tim của nó không có nhiều. Và sau đó thì cái khoảng thời gian thập niên 60, 70, 80 thì lần lượt xuất hiện những cái thuốc chặn beta khác. Trong đó thì thập niên 60 cái thuốc chặn beta mà rất là nổi tiếng, được sử dụng rất là nhiều trong nhiều cái chỉ định, không riêng gì chỉ định về tim mạch mà ngay cả cái chỉ định trong một số bệnh lý thần kinh. Đó là propranolol. Rất hiệu quả trên cái phương diện tim mạch trong cái điều trị cơn đau thắt ngực và điều trị tăng huyết áp. Và tới thập niên 70 thì chúng ta thấy xuất hiện metoprolol, atenolol. Và atenolol có thể nói là cái thuốc chặn beta tiêu biểu trong thập niên 70, 80, và nó được sử dụng trong rất là nhiều các cái công trình nghiên cứu trên phương diện tim mạch để điều trị tăng huyết áp hay là cơn đau thắt ngực. Một trong những cái công trình nghiên cứu lớn là công trình nghiên cứu ASCOT. Chúng ta thấy là so sánh hai cái phác đồ điều trị tăng huyết áp thì đại diện cho nhóm chặn beta chính là atenolol. Và có những cái phân tử chặn beta không chọn lọc mà nó lại có cái hoạt tính khác. Đó là sotalol thì lại được sử dụng trong điều trị rối loạn nhịp tim. Và có những cái phân tử chặn beta lại có cái hoạt tính là chặn luôn cả thụ thể alpha, ví dụ như là labetalol. Và tới năm 90 thì xuất hiện thuốc chặn beta mà có tác dụng giãn mạch. Thông thường mà nó chặn beta, chặn thụ thể beta thì tác dụng phụ nó là gây co mạch. Do đó thì nó chống chỉ định ở bệnh lý động mạch ngoại biên. Nhưng mà lại xuất hiện cái nhóm thuốc chặn beta mà có cái tác dụng giãn mạch, đó là carvedilol và nebivolol. Và như vậy thì lần lượt theo thời gian nó có hơn 25 thuốc chặn beta. Nhưng mà cho đến nay thì chỉ có vài loại được sử dụng. Và trong cái bài báo cáo thì chúng tôi chỉ so sánh phân tích 5 cái thuốc mà thường được sử dụng nhất trong lâm sàng trên cái phương diện tim mạch học để điều trị. Và như vậy thì các cái nhóm thuốc chặn beta người ta chia ra nhiều thế hệ. Thế hệ đầu tiên là cái nhóm thuốc chặn beta không chọn lọc mà đại diện là propranolol. Cái thế hệ thứ hai là cái nhóm mà có tác dụng chọn lọc trên thụ thể beta 1. Và đương nhiên là cái tác dụng chọn lọc trên thụ thể beta 1 nó cũng thay đổi tùy theo từng thuốc. Có thuốc chọn lọc nhiều, có thuốc chọn lọc ít.
Và thế hệ thứ ba đó là những thuốc chặn beta mà lại có cái tác dụng giãn mạch, đó là carvedilol và nebivolol. Và như vậy thì đối với cái nhóm thuốc chặn beta, chúng ta biết là nó có nhiều phân tử khác nhau, nhiều cái đặc tính khác nhau về vô động học. Vậy thì một cái thuốc chặn beta mà gọi tạm gọi nha, trong ngoặc kép là tốt nhất hay là tối ưu nha. Đã tốt nhất thì nó là tối ưu, mà đã tối ưu thì nó là tốt nhất. Chứ đừng có tối ưu mà còn thêm chữ nhất nữa. Mình cái gì cũng khoái nhất nhất hết. Đã trắng còn trắng hơn. Thì ở đây chúng tôi xác nhận là chỉ tối ưu thôi, chứ không có tối ưu nhất. Tối ưu là trên hết rồi. Thì nó chỉ có bốn cái đặc tính quan trọng mà người ta cần quan tâm. Đó là hoạt tính giao cảm nội tại, cái tính chọn lọc trên thụ thể beta 1, cái thời gian bán hủy và cái cơ chế chuyển hóa hay là cơ chế đào thải. Đầu tiên hết thì nói về cái hoạt tính giao cảm nội tại. Thì cái hoạt tính giao cảm nội tại nó còn có cái tên gọi khác, đó là cái chất đồng vận bán phần hay là một phần trên thụ thể beta. Thì cái hoạt tính giao cảm nội tại là gì? Cái hoạt tính giao cảm nội tại đó là ở cái tình trạng trương lực giao cảm thấp thì nó hoạt động như là một chất đồng vận, tức là nó có tác dụng kích thích beta 1. Nhưng mà ở những cái bối cảnh mà hoặc trương lực giao cảm cao, ví dụ như là gắng sức, nó thì nó lại hoạt động như là một chất chặn beta, nó hoạt động như là một chất đối vận. Và như vậy thì những cái thuốc này, cái lợi của nó đó là ở cái trạng thái nghỉ thì nó không làm nhịp tim chậm quá mức. Và như vậy thì nó có lợi cho những cái bệnh nhân mà mình muốn sử dụng thuốc chặn beta nhưng mà cái nhịp tim lúc nghỉ nó hơi thấp, khoảng 60-65. Nó mình sử dụng với thuốc chặn beta thông thường mình sợ. Vậy thì mình sử dụng thuốc chặn beta có hoạt tính giao cảm nội tại thì nó rất là thuận lợi. Vậy thì cái ưu điểm trên lý thuyết là nó ít có gây chậm nhịp tim ở trạng thái nghỉ, nó ít có tác động lên trên các cái thông số chuyển hóa. Vậy thì mình thấy cái mặt lợi. Nhưng mà người ta nói thường thường là lợi thì có lợi, nhưng mà hàm răng thì không còn. Nó không có cái gì mà chỉ có thuận một mặt hết, nó có mặt phải, nó phải có mặt trái. Thì mặt trái của cái thuốc chặn beta có cái hoạt tính giao cảm nội tại là gì? Đó là cái hiệu quả hạ áp, mục tiêu mình sử dụng là để kiểm soát huyết áp. Hiệu quả phòng ngừa thứ phát nhồi máu cơ tim, mục tiêu mình sử dụng là để điều trị cho bệnh nhân có bệnh mạch vành, thì cái hiệu quả nó không bằng những thuốc không có hoạt tính giao cảm nội tại. Và ngược lại, do nó có hoạt tính giao cảm nội tại, một số phân tử nó lại còn có tác dụng bất lợi là nó thúc đẩy loạn nhịp ở những bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái. Như vậy thì mình thấy là trên phương diện lý thuyết, hoạt tính giao cảm nội tại, thoạt nghe, thoạt nhìn thấy có vẻ có lợi, nhưng mà trên thực tế thì phải cảnh giác, chưa chắc là nó có lợi. Và so sánh giữa hai cái nhóm lớn là có hoạt tính giao cảm nội tại và không có hoạt tính giao cảm nội tại trên tỷ lệ tử vong cũng như là tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát, thì người ta thấy rằng cái nhóm mà không có hoạt tính giao cảm nội tại nó có lợi hơn. Và chúng ta thấy là cái nhóm không có hoạt tính giao cảm nội tại nó có lợi hơn. Và nếu ngay cả trong cái nhóm mà không có hoạt tính giao cảm nội tại thì tùy theo cái mức độ chuyên biệt lên trên thụ thể beta 1 và cái thuốc có tác dụng chuyên biệt trên thụ thể beta 1 thì nó có lợi hơn là cái thuốc không có tác dụng chuyên biệt trên thụ thể beta 1. Vậy thì bài học rút ra trên thực tế lâm sàng khi chọn lựa một thuốc chặn beta đó là nên chọn lựa một cái thuốc không có hoạt tính giao cảm nội tại và phải có tính chuyên biệt cao trên thụ thể beta 1. Bây giờ cái hoạt tính giao cảm nội tại và cái tính chọn lọc beta 1, thì cái tính chọn lọc beta 1 là cái đặc điểm quan trọng nhất. Do đó thì mình chia, tạm thời chúng ta chia cái nhóm thuốc chặn beta thành hai nhóm là có tính chọn lọc và không có tính chọn lọc. Nếu như mình chia thành hai nhóm đó và mình bỏ qua cái hoạt tính giao cảm nội tại thì chúng ta sẽ thấy là thuốc có thể chia làm nhiều nhóm. Nó có những cái đặc điểm khác, ví dụ như tính ổn định màng, cái tính đồng vận beta 2, có tác dụng chặn thụ thể alpha 1, tức là tác dụng giãn mạch. Rồi tác dụng giãn mạch qua trung gian NO, nó tác dụng giãn mạch do ức chế thụ thể beta 2 khác, mà tác dụng giãn mạch qua trung gian NO do tác động lên trên thụ thể beta 3 là khác. Và chúng ta sẽ nhắc lại cái thụ thể beta 3 khi nói về phân tử nebivolol, tác dụng trên cái kênh kali, và đó là cái tác dụng của sotalol để được sử dụng như là một cái thuốc chống loạn nhịp nhóm 3, cái đặc tính chống oxy hóa, hoặc tính đồng vận đảo ngược. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng khi nói tới chặn beta thì chúng ta đang gom trong một cái giỏ rất là nhiều những cái phần tử hay là những cái thành tố khác nhau. Và cái việc lựa chọn một cái thành tố tối ưu cho một bệnh nhân cụ thể thì là điều mà chúng ta phải cân nhắc. Tại sao cái tính chọn lọc beta 1 là quan trọng? Mà mình coi nó như là cái gốc đầu tiên để phân chia nhóm.
Chúng tôi xin nhắc lại là cái đầu tiên hết là coi nó có chọn lọc hay không chọn lọc. Kế đó là nó có hoạt tính giao cảm hay là không có hoạt tính giao cảm nội tại. Còn những đặc điểm nhỏ khác thì nó không quan trọng bằng hai cái đặc điểm chính này. Thì cái tính chọn lọc trên thụ thể beta 1 nó quan trọng là tại vì cái thụ thể beta 1 và beta 2 nó không được bố trí trên tất cả các cơ quan như nhau. Ở cơ tim thì nó có đồng thời thụ thể beta 1, beta 2. Ở thận nó có beta 1. Nhưng mà ở phế quản và ở động mạch thì chủ yếu là thụ thể beta 2. Nói như vậy thì nếu mình muốn tác động lên trên tim, không muốn tác động lên trên mạch máu, thì mình sử dụng một cái thuốc chặn beta chọn lọc lên trên thụ thể beta 1 thì nó phù hợp nhất. Không chỉ phù hợp về mức độ hiệu quả mà về tính an toàn, thì nếu như nó có tính chọn lọc cao trên beta 1 thì nó sẽ giảm thiểu tác dụng phụ qua trung gian chặn beta 2. Chúng ta biết chặn beta 2 mà beta 2 phân bố chủ yếu ở phế quản và động mạch thì nó sẽ ít cái tác dụng phụ trong việc gây co thắt phế quản hay là gây co thắt động mạch. Và như vậy thì ở những cái bệnh nhân mà vừa có tăng huyết áp, vừa có bệnh mạch vành hay là vừa có suy tim, tức là những cái bối cảnh mà chỉ định sử dụng thuốc chặn beta là chỉ định nhóm 1A, mà nếu bệnh nhân có một cái bệnh lý về đường hô hấp đi kèm thì việc lựa chọn cái thuốc chặn beta có tính chọn lọc cao trên beta 1 thì cực kỳ quan trọng. Và cái tính chọn lọc cao trên beta 1 thì nó không có tác động lên trên thụ thể beta 2, mà cái việc kích hoạt hoặc hóa thụ thể beta 2 nó lại có lợi cho bệnh nhân. Nó ít ảnh hưởng lên trên các cái thông số chuyển hóa, trên dung mạo lipid, trên đường huyết, và nó không ảnh hưởng lên trên cái độ nhảy của insulin. Và cái tính chọn lọc beta 1 của các thuốc chặn beta thì chúng ta thấy là trong số các cái thuốc mà có tính chọn lọc beta 1 cao thì bisoprolol là cái thuốc có tính chọn lọc beta 1 là cao nhất. Và những cái công trình nghiên cứu trên kính in vitro hay là trên sinh thể in vivo đều cho thấy là so sánh với lại carvedilol hay là nebivolol thì bisoprolol nó có cái tính chọn lọc trên beta 1 là cao nhất. Các cái thuốc chặn beta còn khác nhau về một số những cái đặc điểm về dược động học. Ví dụ như là thời gian bán hủy, mức độ hấp thu, mức độ sinh khải dụng, độ gắn kết protein, chất chuyển hóa có hoạt tính hay không hoạt tính và cái cơ quan đào thải. Thì có 5 cái thuốc chặn beta mà trên lâm sàng chúng ta thường dùng nhất. Chúng tôi sẽ lần lượt điểm nhanh qua cả 5 nhóm thuốc này. Đó là bisoprolol, atenolol, metoprolol, carvedilol và nebivolol. Thì đối với atenolol thì đã có một thời kỳ thì atenolol là ngôi sao trong cái nhóm thuốc chặn beta. Tuy nhiên cái mức độ chọn lọc beta 1 thì nó chỉ là mức độ trung bình. Và trong nhóm chặn beta thì người ta tính, người ta thường thường ta lấy atenolol làm cái chuẩn. Chuẩn là 1, tức là mức độ trung bình thôi, không có cao cũng không thấp. Nó lấy 1 là cái đơn vị chuẩn thì nó ức chế khoảng 25% thụ thể beta 2 ở liều 100mg một ngày là cái liều tối đa theo khuyến cáo của atenolol. Nhưng mà atenolol thì nó được chuyển hóa chủ yếu qua thận, như vậy thì phải giảm liều ở bệnh nhân suy thận. Và thời gian bán hủy nó ngắn, do đó thì khi sử dụng atenolol phải sử dụng 2 lần một ngày, nó chứ không thể sử dụng 1 lần một ngày. Đối với bisoprolol thì sao? Bisoprolol thì nó hấp thu rất là nhanh, gần như là hoàn toàn, hơn 90%. Và nó được chuyển hóa ở cái lần đầu mà qua gan, lần đầu hấp thu đi qua gan nó chỉ chuyển hóa có 10%. Như vậy thì cái mức độ sinh khải dụng của nó là 90%. Thời gian bán hủy nó là 10 tới 12 giờ. Như vậy thì nó có thể được sử dụng một lần duy nhất hàng ngày. Và cái ưu điểm mà nổi bật của bisoprolol đó là nó được đào thải cân bằng 50% qua gan, 50% qua thận. Như vậy thì đối với người có bệnh gan, bệnh thận, mức độ từ thấp tới trung bình thì mình không phải chỉnh liều, đó là cái ưu điểm nổi bật. Và trên cái phương diện chuyển hóa thì nó được chuyển hóa chủ yếu qua cái men CYP3A4. Nó được chuyển hóa qua cái men CYP3A4 thì có lợi gì không? Nó có lợi là cái men CYP3A4, cái gen chi phối cái men CYP3A4 nó ít có allele. Nó thành ra nó không có cái sự biến thiên giữa người này với người khác, giữa cái chủng tộc này với chủng tộc khác. Và ích lợi của nó thì là không cần phải chỉnh liều ở những bệnh nhân suy gan suy thận ở mức độ nhẹ trung bình. Và cái liều tối đa mỗi ngày ở bệnh nhân suy gan suy thận nặng là 10mg. Ở người bình thường cái liều tối đa bisoprolol được khuyến cáo là 20mg. Mặc dầu trên thực tế lâm sàng thì đa số chúng ta đều sử dụng cái viên 5 hay là 2 viên 5 là hết cỡ. Hiếm khi nào mình sử dụng tới cái liều 20mg. Tới cái phân tử thì trên phương diện học thuật thì hấp dẫn hơn, đó là nebivolol. Tại sao nó hấp dẫn hơn? Nó hấp dẫn hơn là tại vì nó phức tạp hơn. Cái gì phức tạp thì nó có tính chất là lôi cuốn. Thứ nhất là nó hấp thu nhanh, gần như hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, giống y như là bisoprolol.
hiệu ứng lần đầu khi mà qua chuyển hóa gan, nó qua chuyển hóa gan, do đó thì nó lại được chuyển hóa qua cái men CYP2D6, thành ra cái men CYP2D6 thì lại có nhiều alen, và do đó thì sẽ có người chuyển hóa nhanh, có người chuyển hóa chậm. Trong đầu mình liên kết liền nghĩ tới clopidogrel, trên phương diện tim mạch học mà tim mạch can thiệp mà nghĩ liền tới clopidogrel, chuyển hóa nhiều, chuyển hóa nhanh, chuyển hóa nhanh, chuyển hóa chậm, vậy thì hoạt tính mạnh hay là hoạt tính yếu. Nhưng mà may mắn cho nebivolol đó là cái chất chuyển hóa của nó cũng có hoạt tính, nó thành ra nó chuyển hóa nhanh, chuyển hóa chậm kệ nó, hoạt tính của nebivolol là nó giống nhau ở người có chuyển hóa nhanh hay là người chuyển hóa chậm. Và cái độ sinh khả dụng của nó, người chuyển hóa chậm thì là chuyển hóa chậm hay là chuyển hóa kém là 96%, ở người chuyển hóa nhanh là 12%, và thời gian bán hủy của nó thì cũng tương đối dài. Như vậy thì nó gần như nó giống bisoprolol, chỉ cần sử dụng một lần một ngày. Nhưng mà khác bisoprolol, nó được chuyển hóa chủ yếu qua gan bởi cái men CYP2D6, vậy thì cái liều lượng phải giảm ở bệnh nhân suy gan. Cái liều khuyến cáo lại thay đổi. Ở châu Âu thì trong điều trị tăng huyết áp, người ta chỉ khuyến cáo cái liều tối đa có 5mg một ngày, và cái hiệu quả hạ áp của nebivolol thì coi như tương đương với atenolol 100mg một ngày. Cái liều khuyến cáo khởi trị trong suy tim là 1,25mg một ngày. Và ở châu Âu thì người ta không khuyến cáo sử dụng cái liều tối đa hơn 10mg một ngày. Nhưng mà trường phái Mỹ thì có thể khuyến cáo là chấp nhận là mình có thể sử dụng tới 40mg một ngày nếu mình tăng liều mỗi 2 tuần. Nhưng mà trên thực tế lâm sàng tại Việt Nam thì chúng tôi nhận thấy đa số các thầy thuốc đều sử dụng cái liều tối đa là 10mg. Bản thân chúng tôi chưa thấy ai sử dụng cái liều trên 10mg. Và thường thường trên thực hành lâm sàng thì chúng ta hay sử dụng nebivolol giống như là bisoprolol. Và chỉ khác cái là chúng ta thấy nebivolol ít làm chậm nhịp tim. Vậy thì những bệnh nhân nào nhịp chậm thì chúng ta có xu hướng là cho nebivolol. Những bệnh nhân nào nhịp nhanh thì chúng ta có xu hướng là cho bisoprolol. Cái cách mà cho như vậy thì đúng không? Trên phương diện nhịp học thì đúng, nhưng mà trên phương diện điều trị tăng huyết áp thì nó không đúng. Mức độ chạng beta của 5mg nebivolol thì tương đương 25mg atenolol. Trong khi đó thì hiệu quả hạ áp của 5mg nebivolol thì tương đương 100mg atenolol. Hiệu quả hạ áp nó mạnh hơn là 25mg atenolol, có nghĩa là hiệu quả hạ áp của nebivolol không đơn thuần dựa trên thụ thể beta 1. Và như vậy thì chúng ta thấy liền là cái hiệu quả kiểm soát huyết áp của thuốc chặn beta đó, thì đối với nebivolol nó không đơn thuần là dựa trên ức chế beta 1. Trong khi đối với tất cả các cái thuốc chặn beta còn lại, hiệu quả hạ áp là nhờ tác động lên trên thụ thể beta 1. Nó có một cái thắc mắc đó là khi sử dụng nebivolol thì cái khả năng sử dụng liều nebivolol, thường thường mình sử dụng liều thấp, mà sử dụng liều thấp cái mức độ chặn beta 1 nó không nhiều. Do đó thì cái tác dụng phụ của nebivolol do mình sử dụng cái liều thấp, thành ra mình ít có thấy. Và trong cái đó nếu mình sử dụng atenolol hay metoprolol thì mình thấy liền cái tác dụng phụ của thuốc chặn beta. Còn đối với lại nebivolol thì mình ít thấy hơn. Thành ra mình tưởng đâu là nó ít tác dụng phụ hơn, nhưng mà không phải. Tại vì cái hàm lượng thuốc được sử dụng thấp hơn, khả năng ức chế thụ thể beta 1 ít hơn, thành ra tỷ lệ tác dụng phụ nó thấp hơn. Và nebivolol thì nó được chuyển hóa qua cái men CYP2D6. Vậy thì tất cả những cái thuốc mà cũng được chuyển hóa qua cái men CYP2D6 thì sẽ tác động lên trên cái hiệu quả, cái nồng độ của nebivolol. Chúng ta thấy ví dụ như là fluoxetine thì sẽ làm tăng cái diện tích đường cong của nebivolol lên 8 lần và cái nồng độ tối đa của nebivolol lên 3 lần. Trong khi đó thì nếu như mà đang sử dụng nebivolol mà sử dụng sildenafil thì cái hiệu quả của sildenafil nó sẽ giảm. Và do đó thì nếu mình kết hợp nebivolol với sildenafil thì cái liều sildenafil phải sử dụng cao hơn một chút. Mình sang cái nhóm thuốc thứ tư đó là carvedilol. Thì carvedilol được hấp thu nhanh, sinh khả dụng thì thấp tại vì nó được chuyển hóa qua gan thành một cái chất không có tác dụng. Thời gian bán hủy thì chỉ 6 đến 10 tiếng, thành ra bắt buộc phải sử dụng 2 lần một ngày. Carvedilol là phải 2 lần một ngày. Và một lần nữa thì carvedilol nó giống nebivolol, nó cũng được chuyển hóa qua cái men CYP2D6. Nó còn một cái tồn tại, một cái nhược điểm nữa, nó là một cái hỗn hợp racemic, tức là bao gồm đồng phân hữu truyền và đồng phân tả truyền có tác dụng khác nhau trên thụ thể alpha 1 và thụ thể beta. Cái hoạt tính mà chặn beta thì chủ yếu do cái đồng phân hữu truyền S. Và nó lại cũng bị chia ra thành cái nhóm là có chuyển hóa kém hay là chuyển hóa nhanh.
và nó được chuyển hóa qua gan, nó thành ra nó chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan nặng. Carvedilol không có tác dụng chọn lọc lên trên beta 1. Như vậy thì nếu như mà mình lựa chọn thuốc chặn beta đầu tay để điều trị, để sử dụng mà mình dựa trên cái tính chọn lọc thụ thể beta 1 thì carvedilol là thuốc đầu tiên bị loại, tại vì nó không có chọn lọc trên thụ thể beta 1. Cái thuốc cuối cùng mà chúng ta muốn giới thiệu, muốn phân tích đó là metoprolol. Thì chúng ta lưu ý là metoprolol nó có hai dạng muối nha. Metoprolol tác dụng nhanh là metoprolol tạc tác, và metoprolol tác dụng chậm là metoprolol succinate. Thì metoprolol succinate nó tác dụng chậm, thành ra mình có thể sử dụng một lần một ngày. Trong khi đó thì metoprolol tạc tác thì phải sử dụng hai lần một ngày. Và trong số 5 cái thuốc mà chúng tôi vừa giới thiệu thì nebivolol, carvedilol, metoprolol thì được đào thải hoàn toàn qua gan, thành ra phải giảm liều hoặc là chống chỉ định ở những bệnh nhân suy gan nặng. Trong khi đó thì atenolol thì được chuyển hóa chủ yếu qua thận, thành ra phải cảnh giác ở những bệnh nhân có bệnh thận mãn ở giai đoạn chót. Chỉ có bisoprolol là được thải cân bằng qua gan, qua thận, thành ra cái mức độ mà phải điều chỉnh liều thì nó ít hơn là 4 cái thuốc chặn beta thông dụng còn lại. Và nói tới cái sự biến thiên của cái men CYP2D6 thì nó có tới 74 cái allele. Và như vậy thì người ta thấy là đối với lại cái người da trắng á, thì 1/4 là có allele không chức năng. Đối với người da vàng, mình thấy cái biểu đồ mà màu xanh á, đối với người da vàng là cái biểu đồ màu xanh này, thì chúng ta thấy là không chức năng thì có rất ít, nhưng mà chức năng yếu hay là chức năng giảm thì lại cũng có nhiều. Vậy thì đối với người châu Á thì mình lưu ý là khoảng 40% người châu Á có cái allele CYP2D6-10, nó có cái vận tốc chuyển hóa kém. Do đó thì cái sự biến thiên, cái đáp ứng đối với lại các cái thuốc mà chuyển hóa qua cái men CYP2D6 nó sẽ thay đổi giữa người da trắng và người da vàng. Và cái này là cái hình minh họa cho mình thấy là nếu mà cái người chuyển hóa kém thì đương nhiên là cái đường diện tích chứa đường cong cũng như là T1/2 nó sẽ kéo dài hơn nhiều lần so với người chuyển hóa nhanh hay là chuyển hóa bình thường. Và một cái minh họa đó là so sánh metoprolol succinate với lại bisoprolol. Metoprolol succinate thì nó chuyển hóa qua cái men CYP2D6, và chúng ta thấy là đối với cái người mà chuyển hóa kém thì cái nồng độ thuốc là nó cao hơn hẳn so với cái người mà chuyển hóa bình thường. Trong khi đó đối với lại bisoprolol thì chuyển hóa kém và chuyển hóa bình thường thì đối với nó không có quan trọng, tại vì nó không có được chuyển hóa qua cái men CYP2D6. Như vậy thì cái lời khuyên trên thực hành lâm sàng đối với metoprolol nó là gì? Đó là nên khởi trị metoprolol với liều thấp và tăng liều từ từ theo nhịp tim. Thì cảnh giác, tại vì mình không biết người ta là thuộc cái dạng đáp ứng chậm hay là đáp ứng nhanh, hay nói cách khác là chuyển hóa chậm hay là chuyển hóa nhanh. Và như vậy thì cái dược đồng học lý tưởng của một cái thuốc chặn beta mà mình phải cân nhắc khi mà mình lựa chọn một thuốc, mình dựa trên cái gì? Thứ nhất là mức độ hấp thu. Thứ hai là cái mức độ mà nó được chuyển hóa khi nó qua gan lần đầu. Ở đây gọi là cái hiệu ứng vượt qua lần đầu. Cái thứ ba là cái thời gian bán hủy. Cái thứ tư là mức độ kết hợp với protein trong huyết tương. Cái thứ năm nữa là nó chuyển hóa qua gan thì mức độ hoàn toàn hay là chỉ bán phần, và cái chất chuyển hóa nó có hoạt tính hay không có hoạt tính. Và cái bước kế tiếp là nó có chuyển hóa qua thận hay không, tức là nó là chuyển hóa cân bằng hay là hoàn toàn qua gan hay là hoàn toàn qua thận. Và dựa trên cái biến thiên về động học mà chúng ta lựa chọn một cái thuốc phù hợp cho một cái bệnh nhân cụ thể với một cái bệnh lý cụ thể và những cái bệnh lý nội khoa đi kèm cụ thể. Bây giờ mới nói tới các bệnh lý mà bị ảnh hưởng bởi hội chứng giao cảm, tức là bị tác động lên trên thụ thể beta 1. Thì cái hàng đầu nãy tiến sĩ Tôn Thất Minh cũng đã có giới thiệu qua, đó là cái bệnh lý tăng huyết áp. Thì trong tăng huyết áp, bisoprolol nó kiểm soát huyết áp 24 giờ hiệu quả hơn atenolol. Như vậy thì nếu chúng ta lựa chọn một cái thuốc chặn beta để điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp thì rõ ràng lựa chọn bisoprolol thì nó hiệu quả hơn là atenolol. Giữa bisoprolol và nebivolol thì hiệu quả nó tương đương. Về cái hiệu quả kiểm soát nhịp tim, so sánh giữa bisoprolol và metoprolol thì bisoprolol nó hiệu quả hơn metoprolol. Nếu mà nói về cái nebivolol thì nebivolol nó có hoạt tính giao cảm nội tại, cái hiệu quả kiểm soát nhịp tim nó không có nhiều. Thì nếu mình cần kiểm soát tốt nhịp tim, rõ ràng mình phải lựa chọn bisoprolol. Khi nói tới điều trị bệnh nội khoa
bệnh mạch vành ổn định. Cái này là đang nói theo cái phân loại năm 2013. Nếu nói theo phân loại 2019 thì người ta không gọi là bệnh mạch vành ổn định, mà người ta gọi là hội chứng mạch vành mãn. Thì bây giờ mình cứ nói theo cái quan điểm cũ, thì thuốc chặn beta được xếp vào cái nhóm thuốc là cải thiện triệu chứng. Nhưng mà chúng ta lưu ý là đối với những bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim thì thuốc chặn beta lại có cái hiệu quả là cải thiện biến cố và tiên lượng. Và như vậy thì tùy cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân mà một thuốc có thể được xếp vô cái nhóm là điều trị cải thiện triệu chứng hay là điều trị cải thiện tiên lượng sống còn thông qua việc làm giảm các cái biến cố tim mạch nặng. Trong cái công trình nghiên cứu ở 45 quốc gia, cỡ mẫu lớn là hơn 33.000 bệnh nhân, đó là công trình nghiên cứu LIFE. Nếu như ở thập niên 80, atenolol là thuốc chặn beta được sử dụng hàng đầu, thì trong cái công trình nghiên cứu LIFE chúng ta thấy là cái xu hướng nó lần lần nó thay đổi. Và trong công trình nghiên cứu LIFE thì cũng năm cái thuốc chặn beta được sử dụng một cách thông dụng, thì bisoprolol thì nó là cái thuốc được sử dụng nhiều nhất với cái mức độ là 34%, trong khi những cái thuốc chặn beta khác thì được sử dụng ít hơn. Và cái giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở bệnh nhân thì trong một cái công trình so sánh giữa hiệu quả của bisoprolol với các thuốc chặn beta khác thì chúng ta thấy là cái hiệu quả kiểm soát cơn đau thắt ngực, hiệu quả làm giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim của bisoprolol thì cái sự khác biệt nó là có ý nghĩa thống kê so với lại các cái thuốc khác ở thời điểm 1 năm, 2 năm, 5 năm và ngay cả 10 năm hay là 14 năm. Nói như vậy thì nếu mình lựa chọn một cái thuốc mà thật sự có hiệu quả thời gian lâu dài thì bisoprolol là cái thuốc chặn beta có vẻ là phù hợp nhất. Trong các cái công trình nghiên cứu về suy tim thì chúng ta thấy nó có 3 thuốc thường được nêu lên, nó có 4 thuốc, nhưng mà tại vì nếu mình dựa trên cái tính chọn lọc trên beta 1 để mình loại một cái ứng cử viên thì carvedilol nó bị loại mất tiêu rồi, tại nó không có tính chọn lọc lên trên thụ thể beta 1, thì nó chỉ còn lại có nebivolol, bisoprolol và metoprolol thôi. Thì hoặc tính giao cảm nội tại nó làm giảm hiệu quả điều trị, vậy thì mình loại thêm cái nebivolol, vậy thì nó chỉ còn có bisoprolol và metoprolol. Lúc này thì lại lấy lại carvedilol tại vì nó không có hoặc tính giao cảm nội tại. Vậy thì nếu như bây giờ mình phải nhớ tới 4 thuốc mà trong đó có 2 thuốc nó có một cái nhược điểm trong một cái bệnh cảnh thì không nên dùng, thì thôi mình quên quách nó rồi, mình nhớ 2 thuốc lúc nào cũng sử dụng được cho nó khỏi quên. Đó là bisoprolol và metoprolol. Nebivolol nó có công trình nghiên cứu rất là nổi tiếng, đó là công trình nghiên cứu Senior. Và nó là công trình nghiên cứu bản lề, nó khiến cho nebivolol được đưa vào khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu. Không có khuyến cáo của Hội Tim Mạch Mỹ nha, chỉ là đưa vào trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu thôi. Nhưng mà cái tử vong do mọi nguyên nhân thì nó giảm không có ý nghĩa. Nó chỉ có hiệu quả là trong cái tiêu chí gộp là giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân hoặc nhập viện do nguyên nhân tim mạch. Trong khi đó thì chúng ta biết là khi mà mình lựa chọn một cái liệu pháp thì nó có 4 cái mức độ để mình lựa chọn. Cái đầu tiên hết là cái tiêu chí đại diện, cái đơn giản, dễ đạt. Ví dụ như tăng huyết áp thì lựa trị số huyết áp, bệnh mạch vành thì lựa cái triệu chứng cơn đau thắt ngực. Nhưng mà cái đó nó không đủ. Cái quan trọng thứ nhì sau đó, mục tiêu mình hướng tới là làm sao giảm các cái biến cố tim mạch nặng. Ví dụ như đối với bệnh mạch vành thì là làm sao giảm cái tỷ lệ mà phải nhập viện vì cơn đau thắt ngực không ổn định, tỷ lệ nhồi máu cơ tim cấp, đó là các cái biến cố tim mạch nặng. Đạt được cái hiệu quả trên biến cố tim mạch nặng là đã đạt chưa? Cũng chưa đạt nữa. Tại vì mục tiêu của mình là gì? Là làm giảm cái tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch. Điều trị không chỉ là cải thiện chất lượng cuộc sống mà phải là kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Và như vậy thì cái liệu pháp tốt là cái liệu pháp cải thiện cái tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch. Mình hỏi như vậy là đã đạt chưa? Từ trình độ sơ cấp, rồi trung cấp, rồi tới cao cấp thì cũng chưa được nữa. Cái trình độ mà siêu cấp là phải làm sao cải thiện tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Tại vì nó có thể cải thiện tỷ lệ tử vong tim mạch, tức là nó cho tay này, nhưng mà giống như viện trợ của Trung Quốc vậy đó, nó cho tay này, nó lấy lại tay kia. Tỷ lệ tử vong tim mạch nó giảm, tỷ lệ tử vong tim mạch do ung thư nó tăng, tại thuốc đó làm tăng nguy cơ ung thư thì nó cũng như không. Nên vậy thì cái tiêu chí cuối cùng hết, quyết định hết để mình lựa chọn một cái thuốc đưa vào trong cái phác đồ điều trị, đó là nó phải làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Thì chúng ta thấy ở đây tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thì nebivolol nó vượt qua không nổi. Nó vượt qua không nổi tại vì nó không có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Một cái công trình nghiên cứu phân tích gộp so sánh những cái công trình bản lề của các cái thuốc đó là CBIS, Copernicus, Senior,
và metoprolol thì cho thấy là cái hiệu quả và độ dung nạp của isoprolol, carvedilol và metoprolol tương tự nhau ở bệnh nhân suy tim bất kể phong độ NIHA. Nebivolol thì ít hiệu quả hơn và dung nạp không tốt hơn. Chúng ta lưu ý nha, nếu mà dựa trên cái tiêu chí mà 4 cấp độ thì ở đây nè, thì chỉ mới có cấp độ 2 thôi nha, là các biến cố tim mạch thôi nha. Tức là trình độ chưa phải là trình độ cao thủ đại nội nha. Đây mới là trình độ sơn đông mãi giỏ lề đường thôi nha. Như vậy thì cái thuốc chặn thụ thể beta 1 chọn lọc thì nó lại còn có những cái lợi khác. Đó là gì? Đó là nó làm giảm cái nguy cơ hoại tử hay là nguy cơ chết theo chương trình của cơ tim. Thì đó cũng là một cái lợi. Giữa cái chặn beta không chọn lọc thì beta 1 nó làm tăng nguy cơ chết theo chương trình apoptosis, trong khi beta 2 thì nó làm giảm cái nguy cơ apoptosis. Như vậy thì nếu như mà chặn beta 1 chọn lọc thì nó không tác động lên trên thụ thể beta 2, và như vậy thì nó vẫn còn cái tác dụng có lợi của cái việc hoạt hóa thụ thể beta 2. Và như vậy thì giữa một cái thuốc chặn beta chọn lọc và không chọn lọc thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thuốc chọn beta 1 chọn lọc nó có lợi hơn là thuốc chặn beta không chọn lọc. Và nếu mà mình nói là thuốc chọn lọc nó có lợi thì cái thuốc nào có cái tính chọn lọc trên beta 1 càng cao chừng nào càng có lợi chừng đó. Và không chỉ có lợi trên phương diện tim mạch, nó còn có lợi khi bệnh nhân có những cái bệnh lý nội khoa đi kèm. Lúc nãy tiến sĩ Tôn Thất Minh cũng đã giới thiệu cái việc mà lựa chọn sử dụng thuốc chặn beta ở bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì ở đây, trong cái công trình này cũng so sánh cho thấy là bisoprolol ở bệnh nhân tăng huyết áp và có hen phế quản thì cái tỷ lệ mà làm tăng kháng lực phế quản nó rất là thấp, tức là sử dụng nó vẫn an toàn ở cái liều tới 10 mg hay là 20 mg. Ở bệnh nhân bệnh mạch vành, cơn đau thắt ngực ổn định kèm với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bisoprolol ở cái liều theo khuyến cáo theo học thuật lên tới 20 mg thì nó cũng tốt hơn là atenolol. Atenolol thì nó làm tăng kháng lực, còn bisoprolol cho tới liều 20 mg thì cái sự khác biệt so với lại giả dược nó cũng không có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Và một cái công trình so sánh cả carvedilol, bisoprolol và metoprolol ở bệnh nhân vừa có suy tim vừa có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cho thấy bisoprolol nó cải thiện cái tỷ lệ sống còn. Đó là cái mục tiêu của mình, là mục tiêu tối hậu để đánh giá một cái liệu pháp là có giá trị hay không. Và nó phụ thuộc vào liều. Liều bisoprolol càng cao thì cái cải thiện tuổi thọ nó càng cao so với lại những cái bệnh nhân không sử dụng. Trong cái đó thì carvedilol và metoprolol thì không có hiệu quả trên tỷ lệ sống còn. Tức là trên tiêu chí bậc 1, bậc 2 thì có thể đạt, nhưng mà sang tới bậc 3, cuối cùng là tới bậc 4 là đuối rồi, theo không nổi. Cái tác dụng phụ lên trên chuyển hóa lipid thì cũng cho thấy là bisoprolol so với atenolol thì nó không có tác động lên trên các cái chỉ số về lipid. Và cái rối loạn chức năng tình dục thì lúc nãy tiến sĩ Tôn Thất Minh cũng đã có nói qua rồi, thì cho thấy là bisoprolol và nebivolol thì đây là coi như là cái tỷ lệ phần trăm so với lại giả dược nó tăng là 0%. Và chúng ta cũng phải lưu ý nha, đối với bệnh nhân thì bao giờ cũng là cái nguyên nhân mà nhân quả đó, cái quan hệ nhân quả đối với bệnh nhân rất là đơn giản. Hôm trước đi khám bác sĩ kia không sao, tới khám bác sĩ này vừa mới đổi toa là tôi mệt, tại vì cái ông mà vừa mới đổi toa đó là có lỗi. Mặc dầu là cái ông mà điều trị trước cho cái toa tào lao thì nó bệnh nó diễn tiến càng ngày càng nặng, và tới lúc ông này cho thuốc, thuốc chưa kịp có tác dụng thì phát mệt thì đã đổ thừa cho cái ông sau. Nó hồi đó giờ trị cái ông trước tốt quá tới ông sau vừa mới đổi thuốc cái bị. Thì yếu tố tâm lý thì cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong cái vấn đề chức năng tình dục. Thì lúc nãy tiến sĩ Tôn Thất Minh cũng đã có trình bày. Và chúng ta cũng nhớ mãi mãi là cái lúc mà khuyên anh Trần Bồng Sơn là khuyên là đi Đà Lạt một tuần thì sau đó chúng tôi thấy tiến sĩ Tôn Thất Minh biến đâu mất tiêu hết một tuần. Về mặt tí tai tí tẩn thì tôi không biết là có thực hiện theo lời hứa đó hay không, cái lời khuyên đó hay không. Vậy thì cái thông điệp mang về là gì? Thông điệp mang về là cái slide đầu tiên, một cỡ thì không thể nào phù hợp cho tất cả mọi người. Và như vậy thì tùy theo cái bệnh cảnh mà mình chỉ định, đau thắt ngực, sao nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, suy tim hay tăng huyết áp, mà mình phải lựa chọn một cái thuốc chặn beta nó phù hợp nhất trong bệnh cảnh đó. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai là nếu như mình cứ phải nhớ trong dự định nó có 6 bệnh cảnh hay nó có 10 bệnh cảnh, mà trong đó có một thuốc nó thỏa 6 bệnh cảnh, một thuốc nó thỏa 2 bệnh cảnh, rồi hai thuốc nó thỏa mỗi thuốc một bệnh cảnh, thì cái cách đơn giản nhất là mình cứ nhớ cái thuốc nào nó thỏa 6 bệnh cảnh. Vậy thì mình cứ làm đại, không cần suy nghĩ gì là mình cũng trúng hết 60% các trường hợp rồi. Thì chúng ta thấy là trong tất cả các bệnh cảnh thì cứ là chọn lọc beta 1, không có hoạt tính giao cảm nội tại, có thể sử dụng một lần một ngày, ít
tương tác thuốc đối với các bệnh động mạch, thì chúng ta thấy cái thuốc mà nó tương đối phù hợp với cái đó thì đó là chính là bisoprolol. Thì chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp.